Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tuổi Ngọ mùa 2020 rực rỡ, nhớ chọn dùng 3 màu sắc phong thủy này. Vận trình năm Canh Tý của những chú ngựa không được tốt lắm, nhưng đừng lo, hãy áp dụng màu sắc phong thủy năm 2020 của người tuổi Ngọ, đảm bảo hóa nguy thành an, hoa hung thành cát. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt tìm hiểu ngay sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất. Màu đỏ hóa giải xui xẻo của họa Thái Tuế. Bước sang năm Canh Tý, tuổi Ngọ là một trong những con giáp phạm Thái Tuế 2020. Vận trình của con giáp này cũng vì thế mà chịu nhiều khó khăn trắc trở, khó đạt được như ý. Sự nghiệp, tài lộc, tình duyên đều xuất hiện những biến động khó lường, điều này ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của bản mệnh. Trong năm, những chú ngựa cần chú ý, có những lúc vì vô tình, vì không để tâm mà bạn sẽ tự lao đầu vào rắc rối, khiến cho tài lộc, sức khỏe chịu ảnh hưởng xấu. Vì thế, dù làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng cần phải đặc biệt cẩn trọng, bởi chỉ cần một phút lơ là, sơ sẩy của bạn sẽ dẫn đến đủ chuyện phiền phức, rắc rối. Có những chuyện còn đặc biệt nghiêm trọng, chẳng những mất thời gian, công sức mà còn tốn kém về tiền bạc, mồ hôi nước mắt để giải quyết nữa. Mà phàm khi cuộc sống khó khăn trắc trở thì tâm trạng của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dễ buồn bực, khó chịu, muốn tĩnh tâm cũng khó. Khốn nỗi càng rốt ruột, càng bốc đồng sốc nổi thì càng không xử lý tốt được mọi chuyện. Phiền phức lại càng ngày tăng lên, khiến cho bạn đánh mất nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Theo lịch vận niên, đương nhân duyên của người tuổi Ngọ năm nay khá tệ. Dù là tình thân hay tình bạn đều nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Muốn thay đổi vận khí, bình thường trong cuộc sống hàng ngày con giáp này nên dùng nhiều đồ màu đỏ. Màu đỏ là màu mang cát khí, cũng là màu sắc phong thủy 2020 của người tuổi Ngọ. Có tác dụng thải vận trừ tà, sẽ giúp bạn tránh được những sự quấy nhiễu của tiểu nhân, giảm bớt xui xẻo rắc rối có thể gặp phải, từ đó nâng cao vận khí của mình. Màu tím vượng công danh. Xem tử vi năm 2020, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc, làm gì cũng bất thuận. Biến động khá lớn xảy ra, con giáp này chịu nhiều tác động của người ngoài khiến cho tâm trạng không được tốt. Muốn ổn định công việc cũng khó, công ty còn có khả năng thay đổi vị trí công việc. Tuổi Ngọ cũng có lúc nghĩ tới nhảy việc hay làm gì đó khác biệt để giữ vững vị trí của mình. Mặc dù có nhiều ý tưởng nhưng bản thân con giáp này lại không thể lắng lại để tập trung làm việc. Hơn nữa, có quá nhiều chuyện vụn vặt phát sinh, cơ hội để phát triển bản thân hầu như là không có. Sự nghiệp bất ổn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thu nhập, nguồn thu từ công việc chính không được ổn định, thu nhập phụ thì ít ỏi, có lúc không đủ để thoải mái chi tiêu. Chỉ có chăm chăm làm việc mới có thể giúp bạn xoay chuyển vận mệnh. Ngoài ra, sử dụng màu sắc hợp phong thủy cũng sẽ giúp nhiều cho bạn trong việc thúc đẩy vận trình công danh sự nghiệp. Theo phong thủy 2020, màu tím là màu hợp với đường công danh của người tuổi Ngọ. Trong năm Canh Tý này thì nên dùng nhiều đồ màu này hoặc bày đồ màu này trên bàn làm việc sẽ có thể giúp cho bạn gặp được nhiều chuyện như ý, công danh thăng tiến mà tài vận cũng lý tưởng. Màu hồng vượng tình duyên. Trong năm 2020, mặc dù đường công danh và tài lộc của người tuổi Ngọ không tốt, nhưng đường tình duyên lại là điểm sáng khi có sự ổn định đáng mong ước. Với người độc thân, vận đào hoa không quá vượng nhưng muốn thoát cảnh, cắt chăn đơn gối chiếc cũng không phải quá khó. Chỉ cần bạn giảm bớt thời gian cho công việc, nhìn ngó ra xung quanh là thế nào cũng tìm được người ưng ý với mình. Kỳ thực, con giáp này không mong đợi quá nhiều, cũng không yêu cầu cao về tình yêu. Bản mệnh thích sự bình yên bởi cuộc đời bạn vô nhiều sóng gió, cần nơi bình yên để trở về sau những chuyến đi xa. Để vận đào hoa thêm vượng sắc, đường tình duyên thêm hành công, những chú ngựa trong năm 2020 này nên ưu tiên dùng đồ màu hồng. Đó là màu sắc phong thủy 2020 vượng nhân duyên của con giáp này, sẽ giúp cho chuyện tình cảm thêm phần thuận lợi như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Nghề Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.